Ngày 1 tháng 10 năm 2024, lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Lời Chúa: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Matthew chương 18 câu 3 đến câu 4. Hiến luật điều 68 triệt 4. Người con Đức Mẹ vô nhiễm hoạt động tông đồ theo tinh thần của Mẹ, hiện diện trong sáng giữa lòng thế giới, sẵn sàng phục vụ tha nhân với tinh thần khiêm tốn và chân thành, hoàn toàn tín thác vào tình thương yêu quan phòng của Thiên Chúa. Suy niệm: Thái độ và tinh thần của trẻ thơ làm chúng ta vui thích, và lắm lúc chúng ta mong ước sống được những tâm tình đó. Sự đơn sơ, hồn nhiên, vui tươi, chân thật, không biết giận hờn, tranh chấp, nhưng luôn đón nhận mọi sự với thái độ lạc quan, trao gửi cuộc sống mình trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Đó cũng chính là tâm tình mà Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người chúng ta trong đời sống. Chúa muốn chúng ta sống như trẻ thơ, luôn nép mình, cậy dựa vào Chúa. Ngài là người cha luôn yêu thương và mong cho chúng ta được hạnh phúc trong vương quốc nước trời. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã sống và đã để lại cho chúng ta một mẫu gương nên thánh bằng tinh thần khiêm nhu, tự hạ và trở nên như trẻ thơ. Thánh nhân đã đi vào nước trời bằng tình yêu trẻ thơ, tín thác và phó mình trong vòng tay quan phòng của Cha trên trời, hoàn toàn phó thác. Trong ngày mừng lễ kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một mẫu gương tuyệt hảo về đời sống tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã mời gọi chị Teresa nên thánh bằng con đường bé nhỏ, trở nên như trẻ thơ. Sống tâm tình, thái độ của trẻ thơ trong đời sống cũng chính là cách chúng ta sống tinh thần truyền giáo. Hiến luật mời gọi chị em làm tông đồ bằng chính sự hiện diện trong sáng giữa lòng thế giới, sẵn sàng phục vụ tha nhân với tinh thần khiêm tốn và chân thành, hoàn toàn tín thác vào tình thương yêu quan phòng của Thiên Chúa. Đó chính là con đường bé nhỏ để qua đời sống của chị em, Chúa được lớn lên. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa Hài Đồng, xin Chúa giúp chúng con sống và chu toàn bổn phận hàng ngày theo chức vụ, môi trường và hoàn cảnh sống vì tình yêu. Xin cho chúng con giữ được tinh thần trẻ thơ đối với Chúa, là luôn tín thác, cậy trông vào Cha trên trời, Đấng hằng chăm sóc và yêu thương chúng con. Con Đức Mẹ vô nhiễm nuôi sống, hôm nay chị em chúng ta thể hiện sự đơn sơ, chân thành với nhau trong lời nói,